cảm ơn. Ai làm món này đấy? Dạ sao đấy anh ạ? Ngon. Rất ngon. Cảm ơn anh ạ. Nhiều này ăn làm sao? Đầu tiên thì nhà mình sẽ dùng món cá nấm sốt với vị cung đình để cho ấm bụng. Sau đó thì mình sẽ dùng sashimi, thêm món sashimi. Và sau khi mình dùng sashimi thì mình sẽ dùng cá cuốn họ Hứa. Thì sẽ sử dụng gồm cùng với lại 17 loại rau rừng. Ví dụ có những cái lá rất đặc biệt, ví dụ như là lá nhộng, nó có vị chua, vị chát này. Có lá bọng cách là những cái lá mà không thể thiếu khi mà ăn gỏi. Tiếp theo nữa đó là lá đơn, đó là lá trung tính. Và ở đây mình có lá sấu hay lá cóc, cũng là cái lá chua. Đó, tiếp theo thì lá tía tô hay lá ổi. Và nó đều là những cái vị thuốc rất là tốt cho đường tiêu hóa. Và ăn nó rất mát nữa. Và đặc biệt được kết hợp với lại cái bổi chấm bách vị cung đình này, được làm nên từ 20 loại gia vị khác nhau và tạo nên một cái rất đặc biệt cho cá cuốn họ Hứa. Và sau khi mà nhà mình ăn cá cuốn họ Hứa xong thì mình sẽ dùng món lẩu cháo cá cuốn để giúp cho mình ấm bụng và cảm giác no rất là dễ chịu. Nào, chúc mừng món ngon. Hay là dô. Chị ơi, món này rất là ngon. Vị của nó rất là đặc biệt. Không biết cách làm của nó có khó không ạ? Món này làm rất là cầu kỳ đấy em ạ.